Tổng thống Ngô Đình Diệm dưới cái nhìn của các lãnh tụ Hoa Kỳ, Đông Nam Á và các quan sát viên quốc tế. Nguyễn Anh Tuấn, Political Scientist. Trong suốt 40 năm hải ngoại, tôi có dịp nghe rất nhiều người nói về Tổng thống Ngô Đình Diệm. Những người thù ghét ông, lên án ông là con người độc tài, gia đình trị, công giáo trị và kỳ thị Phật giáo. Ngược lại, những người thương tiếc và tôn sùng ông thì ca ngợi khơi khơi ông đủ điều. Con người thật của nhân vật Ngô Đình Diệm và cuộc cách mạng dân chủ mà ông thực hiện suốt 9 năm 1954-1963 để xây nên hòn ngọc Viễn Đông cho miền Nam Việt Nam thì không mấy ai biết đến nơi đến chốn. Phần thưởng dành cho ông là những đòn thù đâm chém tơi bời trên lưng ông suốt 9 năm, đã đưa đến cái chết thảm khốc kinh hoàng cho ông và bào đời ông là Ngô Đình Nhu. Vì thế, những bế tắc của lịch sử không làm sao khai thông được. Cả hai sự khen chê của những người Việt Nam thường chủ quan và thiên kiến, chỉ nhận xét hời hợt ngoài da hay mặt nổi của những hiện tượng xảy ra cho đất nước, nên rất thiếu giá trị khách quan, thiếu công bình và giá trị vững chắc. Tuyệt nhiên, tôi không thấy ai đào sâu hơn bằng cách sử dụng sử quan, tức là nhìn con người ấy sống ra sao, đã làm những gì trong bối cảnh lịch sử Việt Nam ở thời điểm tăm tối nhất, đau thương nhất và hỗn loạn nhất như thế, để từ đó đưa ra nhận định và phán xét về một nhân vật lịch sử có ảnh hưởng lớn lao không chỉ trên đất nước Việt Nam mà trên toàn vùng Đông Nam Á cũng như Hoa Kỳ và thế giới. Một nhân vật lịch sử Tổng thống Diệm có tầm cỡ lớn lao, nếu chỉ khen chê theo cảm tính và bản năng, sẽ không bao giờ thấy được sự thật của lịch sử. Muốn thay đổi và chuyển hóa vận mệnh và sinh mệnh của đất nước, phải tìm cho ra sự thật của lịch sử. Thứ nhất, trong mấy chục năm mòn mỏi tìm kiếm mẫu người điển hình lý tưởng Việt Nam Cộng Hòa của miền Nam, sau khi đã nhìn rõ chân dung man rợ mẫu người xã hội chủ nghĩa của cách mạng Cộng sản, tôi vẫn không biết tìm ở đâu. 40 năm sau, tôi chợt nhớ tới con người Việt Nam Cộng Hòa điển hình nhất, chính là người Cộng Hòa đã đặt viên đá đầu tiên để xây dựng nên nền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa ngày 16 tháng 7 năm 1955, và chỉ sau 9 năm đã dựng nên hòn ngọc Viễn Đông cho dân, cho nước của ông. Nhưng con người Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên này đã bị gục ngã thảm thiết bởi chính bàn tay của những người Việt Nam cùng người bạn Mỹ của ông. Trong cuộc điều tra tỉ mỉ của tướng Thomas Lange, âm mưu cạm bẫy đã được dàn dựng bởi những người cộng sản ngoại hạng và siêu bạc quần chúng. Hồ Chí Minh đã vẽ ra một kế hoạch để sử dụng các nhà sư đội lốt tại miền Nam Việt Nam, nơi đó họ có thể khuấy động tơi bời liên tục sự xung đột tôn giáo. Cuộc vận động quá nhơ nhớp bẩn thỉu đầy âm mưu gian trá, tìm mọi cách che giấu con người thật của Tổng thống Diệm và che giấu luôn con người thật của Hồ Chí Minh và những người cộng sản Việt Nam. Tổng thống Diệm là một người có đặc tính mẫu mực điển hình của một con người xả kỷ vô ngã, tự quên thân mình để dâng hiến trọn đời cho quê hương và xứ sở ông, một con người với giá trị nhân tính sâu thẳm. Trích từ cuốn The Last of Mandarin Diệm of Vietnam của tác giả Anthony Trawick Bokhari 1965, trong những trang 145 và 146. Thứ hai, trong tập sách của Bokhari, trang 1 có đoạn như sau: Ngày 16 tháng 11 năm 1964, Đại sứ Hoa Kỳ Frederick E. Norton đã viết một bức thư cho tờ New York Times như sau: Tôi không thể chần chừ cho tháng ngày qua đi mà không nói lên sự kính trọng của tôi khi tưởng nhớ đến một con người can đảm, phi thường đã gục chết vì quê hương của ông một năm trước đây. Người đó chính là Ngô Đình Diệm, cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Những biến cố xảy ra từ khi lật đổ và ám sát ông vào tháng 11, những tia sáng được bật lên để soi vào những vấn đề mà ông phải đối mặt đương đầu trong suốt 9 năm ông làm Tổng thống trong một xứ sở có quá nhiều thương đau. Trong những hoàn cảnh khó khăn và phức tạp, chính quyền của ông đã gặt hái được những thành quả lớn lao. Ở đó nhiều trường học đã được xây cất, nhiều bệnh viện đã được mọc lên, nhiều đường bay đã được thiết kế, đáng kể nhất là cải cách ruộng đất. Và thành quả lớn lao nhất là xây dựng được quân đội Việt Nam Cộng Hòa hùng mạnh để bảo vệ đất nước trong cơn dầu sôi lửa bỏng. Và một ý chí mãnh liệt để đứng lên chống trả những đe dọa. Tất cả những thành đạt đó trở thành những trở ngại làm cho Cộng sản Bắc Việt không thể nào chiến thắng được miền Nam.
Cái chết quá đau thương của Tổng thống Diệm tạo nên một hình ảnh não nề đè nặng lên một đất nước đã có quá nhiều đổ vỡ và đau thương. Đó là điều mà đất nước của ông không vượt qua được. Ông Diệm là một nhà ái quốc, và tôi bảo đảm chắc chắn là ước mơ của ông là phục vụ cho người dân của ông. Điều đó đã thể hiện suốt những năm dài kể từ khi biết ông. Đó là làm sao đi đến thành công trong cuộc tranh đấu cho sự sống còn của đất nước Việt Nam, để tiến tới những tiến bộ về phương diện chính trị và tiến bộ xây dựng những giá trị chân thật cho con người. Bi kịch đã diễn ra tại vùng nhiệt đới xanh tươi của Đông Nam Á. Những bi kịch làm cho con người xót xa, thương cảm và kinh hoàng như thời điểm của bi kịch Hy Lạp thuở xưa. Đó là vóc dáng của một vị anh hùng dân tộc, người đã chiến đấu bền bỉ một cách hết sức dũng cảm để chống đỡ biết bao nhiêu khó khăn, nghịch cảnh vây hãm lao lung tứ bề. Cuối cùng đã phải gục chết thảm thiết trước số phận. Số phận trong trường hợp này đến từ những kẻ thù công khai, những người bạn cũ của ông và lỗi lầm của riêng ông. Khi ông nắm quyền hành quốc gia trong 9 năm trước đây, ông đã nói với đồng bào ông rằng: "Hãy bước theo tôi nếu tôi tiến lên, hãy giết tôi nếu tôi thụt lùi tháo chạy, và hãy trả thù cho tôi nếu tôi bị giết." Thủ phạm chính về cái chết của con người Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên ấy chính là Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn lại tất cả, dù người Việt Nam hay Mỹ dính líu đến cái chết của Tổng thống Diệm, dù vô tình hay cố tình, cũng đều là phương tiện hữu hiệu, là những con người tự nguyện để cho con sói già sỏ mũi dắt vào những âm mưu thần sầu quỷ khốc của họ Hồ ở Bắc Bộ Phủ. Con sói già quỷ quyệt này ném đá giấu tay tài tình tới mức độ dư luận của Mỹ và Âu Châu tỏ ra rất kiêng nể ông ta. Vì họ chỉ nhìn thấy chiếc mặt nạ mà không ai biết bộ mặt thật của con sói già hồ ly tinh này, nên chỉ chĩa mũi dùi phê phán tôn giáo này hay tôn giáo khác, phe này phe kia, mà quên mất kẻ thù chủ mưu giết Tổng thống Diệm, một đối thủ hơn Hồ Chí Minh tất cả mọi phương diện, tài năng cũng như đức độ, là con người nếu còn sống thì ông ta và Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ chiếm được miền Nam. Con sói già này mà Đảng Cộng sản Việt Nam tự biết không làm gì được Tổng thống Diệm và quân dân miền Nam, nên đã mượn tay những con người ngây thơ nhẹ dạ, mù quáng thiện cận tiếp tay với ông ta, không phải chỉ giết một anh hùng dân tộc của Việt Nam mà giết cả một quốc gia, phá hủy tan tành hòn ngọc Viễn Đông, giết luôn cả nền đệ nhất Việt Nam Cộng hòa ổn định, lương thiện và trong sạch nhất vùng Đông Á Châu, như giáo sư Wesley Fischel đã nhận thấy. Tội lỗi của con sói già này đúng là đánh hết trúc Nam Sơn chẳng đủ để biên ghi tội ác, múc cạn nước Đông Hải không đủ để rửa sạch tanh nhơ. Tự nguyện tiếp tay và trở thành phương tiện hữu hiệu cho con sói già và Cộng sản Việt Nam âm mưu giết hại một con người Việt Nam Cộng hòa của miền Nam Việt Nam. Những người Việt Nam và người Mỹ ngây thơ nhẹ dạ, mù quáng thiện cận trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thuyết phục Tổng thống Kennedy cúp viện trợ và không ủng hộ Tổng thống Diệm nữa. Thứ ba, ngược lại, Chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ là John McCormick và dân biểu Edna Kelly đã sáng suốt cảnh giác Tổng thống Kennedy rằng gần như không có ai ưu tư tới một điểm là ông Diệm và chính quyền miền Nam đang phải đối đầu với rất nhiều trở ngại khó khăn. Xứ sở quê hương của ông đang đổ vỡ tan hoang mọi bề với sự tràn ngập của Cộng sản, băng đảng và các giáo phái võ trang xung đột khắp nơi. Tổng thống Diệm không chỉ làm sao sống còn tồn tại được trong 9 năm và đưa đến nhiều tiến bộ tốt đẹp trong việc tái lập lại trật tự quốc gia, bảo vệ quyền tự do cho dân, thi hành công lý xã hội để làm cho đời sống hoàn toàn tốt đẹp hơn. Thế mà tại sao không thấy ai để tâm tới? Một điểm là không có ông Diệm không làm sao ổn định được Việt Nam và cả Đông Dương đang trong cơn lốc và hỗn loạn tơi bời. Rồi sau đó, chỗ đứng cho Hoa Kỳ trong chiến lược toàn cầu sẽ gãy đổ suy vong. Chính quyền Kennedy và những người trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bỏ ngoài tai những lời cảnh giác đầy tính cách tiên tri của Quốc hội Hoa Kỳ về tương lai đen tối trong những chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ tại Á Châu. Vì giết Tổng thống Diệm và mất miền Nam Việt Nam vào tay Cộng sản Việt Nam cũng chính là tay sai của Cộng sản Hoa Lục. Kennedy đã lầm lạc gửi con gấu già lạnh lùng đầy nanh vuốt Henry Cabot Lodge đến quê hương đau khổ tràn ngập của Việt Nam để ủng hộ những tướng lãnh miền Nam, là những con người đang ôm ấp giấc mơ tranh danh đoạt lợi, tranh bá đổ vương và tranh quyền cướp nước. Thực ra mà nói,
Đây là những con người được coi là đường đường một đấng, có thể không thiếu cái dũng khí, nhưng cũng chỉ sống bằng bản năng, không có tâm hồn và trí tuệ sâu sắc, nhất là thiếu đời sống tinh thần. Nên về mặt tâm thức và ý thức rất non nớt, dễ bị mê hoặc, bị mời gọi lả lơi và quyến rũ mê hồn bởi giấc mơ quyền uy, quyền lực và quyền hành, cũng như quyền lợi ích kỷ của riêng họ. Nên chẳng bao giờ nhận ra là tất cả những việc làm của họ để giết Tổng thống Diệm là tự nguyện để cho con sói già Bắc Bộ Phủ xỏ mũi dẫn dắt nhẹ nhàng vào những âm mưu cực kỳ thâm độc của hắn. Bởi vì những con người này, kể cả con gấu già lạnh lùng đầy nanh vuốt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cũng chẳng thoát được những tính toán của con sói già Bắc Bộ Phủ. Con sói già Hồ Ly Tinh này không chỉ muốn giết một mình con người Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên của miền Nam Việt Nam, mà hắn muốn giết cả một quốc gia, giết luôn nền đệ nhất Cộng Hòa Việt Nam và giết luôn hơn 10 triệu dân miền Nam, giết luôn đời sống êm đềm của họ và những con người Việt Nam Cộng Hòa đã đổ bao nhiêu nước mắt mồ hôi mới hoàn thành được toàn dân miền Nam Việt Nam. Để làm gì? Hay chỉ để hoàn thành giấc mơ mù lòa và mê sảng xã hội chủ nghĩa của hắn? Đó mới là mục tiêu tối hậu của con sói già. Trong khi tướng lãnh miền Nam và Hoa Kỳ chỉ muốn hạ bệ Tổng thống Diệm để thay thế lãnh đạo miền Nam Việt Nam bằng nhóm quân nhân hoàn toàn thiếu hiểu biết và kiến thức về chính trị trong hoàn cảnh lịch sử quá tăm tối của đất nước cũng như toàn bộ đời sống của toàn dân miền Nam. Thứ bốn, sau khi các tướng lãnh lật đổ Tổng thống hợp hiến hợp pháp, chính thống và được dân miền Nam bầu lên nắm quyền hành chính miền Nam, tướng Thomas Lane đưa ra nhận định: Tổng thống Diệm bị người ta thay thế bằng những con người quá độc ác tàn bạo, là những người giống hệt Fidel Castro, không bao giờ ngập ngừng hành quyết các tù nhân. Tướng Thomas Lane đưa ra nhận xét về Tổng thống Diệm: Lịch sử cho thấy rằng Tổng thống Diệm đúng là một người quá nhân đạo và đầy lòng bác ái. Để sống còn trong bầu khí của quyền lực vào năm 1963, ông đã không đủ tàn nhẫn và độc ác để bắt giam và xét xử những quân nhân tạo phản và thay thế bằng những người trung thành của ông. Ông cố gắng quá nhiều và quá lâu để hòa hoãn với Phật giáo, là những người không thể nào chịu hòa hoãn được. Ngay cả việc trục xuất những nhà báo Mỹ đã vo tròn bóp méo sự thật chính là kẻ thù rất cay đắng của ông. Thay vì làm thế, ông đã cố gắng hòa giải và giải tỏa đi những dị biệt mà không có những hành động cần thiết cho sự sống còn của chính quyền miền Nam. Chính sự khoan hòa đã khuyến khích sự nổi loạn, khi không quân nổi dậy ném bom Dinh Độc Lập đã xô đẩy tình thế vào cơn hỗn loạn thêm. Lẽ ra người phi công sẽ bị kết án và bị hành quyết, Tổng thống Diệm đã không bao giờ đem người phi công ra xét xử trước tòa án. Ông khước từ đòi mạng sống con người vì những lý do chính trị, dù đó là một cuộc nổi loạn. Thứ năm, giáo sư Wesley Fisher, đứng đầu nhóm cố vấn đặc biệt gồm 54 giáo sư chính trị học và quản trị công quyền do Michigan State University tổ chức với 200 người Việt Nam phụ tá để giúp miền Nam Việt Nam xây nên nền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa trong 9 năm, đã viết xuống như sau. Như sự kiện cho thấy, chỉ có một điều mà những học giả uyên thâm đều đã đồng ý khi nhìn vào năm đầu tiên nắm chính quyền của ông Diệm, là chính quyền của ông sẽ tan rã bất cứ lúc nào. Sự thất bại là điều không thể nào tránh được. Nhưng ngược lại, ngày nay ông Diệm vẫn còn hiện diện bên chúng ta, và chế độ của ông chắc chắn là một chế độ ổn định nhất và lương thiện nhất, trong sạch nhất vùng Á Châu. Trước những thành quả vĩ đại đó, ông đã được nhiệt liệt hoan hô chúc tụng tại các quốc gia mà ông đã viếng thăm như Washington, Manila, Tân Delhi, Rangoon và Bangkok. Và chính quyền của ông được 45 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc thừa nhận. Chắc chắn ông phải là một con người phi thường, một con người đã bị ngộ nhận quá nhiều. Thứ sáu, theo nhận xét của Philip de Villiers, một sử gia lỗi lạc đương thời, nhìn Tổng thống Diệm như sau: bước vào một hoàn cảnh cực kỳ đen tối, đó là một người sĩ phu can đảm phi thường và là con người của nguyên tắc vào tuổi 53. Ông là một người quốc gia được kính trọng nhất và là người có ảnh hưởng lớn lao nhất và là một người sống trọn vẹn cho đức tin công giáo. Sự can đảm hiếm thấy nơi các lãnh tụ chính trị, rất coi trọng đạo đức gia đình, tính chịu đựng bền bỉ, đó là con người không bao giờ thiếu sự chính trực liêm chính. Ông không bao giờ không cư xử công bình với mọi người, kể cả cho kẻ thù của ông một cơ hội. Ông đã không bao giờ ra lệnh xử tử những con người cố gắng giết ông.
DeViller nói thêm, tất cả đối thủ lúc ban đầu của ông đều đánh giá ông rất thấp. Thứ bảy, Đại sứ Hoa Kỳ Frederick Nothing thì khuyên những người chống đối Tổng thống Diệm rằng một sự thay đổi tuyệt vời sẽ thành đạt được cho đất nước này nếu tất cả những ai chê bai chỉ trích chính quyền của họ thì nên tìm cách cộng tác với chính quyền và làm việc ngay trong chính quyền để cải thiện và làm mọi việc tốt đẹp hơn. Thứ 8, vào ngày 15 tháng 10 năm 1955, Thượng nghị sĩ Manfield thăm Việt Nam Cộng Hòa trong 2 tháng đã có nhận xét về Tổng thống Diệm như sau. Với thanh danh vang vọng khắp đất nước của ông, với đường lối quốc gia chân chính và có những dự định rất trong sáng, nhưng đã có những vận động lớn lao với âm mưu lật đổ do những người bất hợp tác và những kẻ phá hoại. Tất cả chỉ muốn ngăn chặn ông Diệm thực thi những chương trình xây dựng của ông, gồm có cả việc nổi bật nhất là loại trừ những gì chỉ đưa ra đến những xấu xa tồi bại cho đất nước và những bất công và bất bình đẳng trong xã hội Việt Nam. Một quan sát viên khác là Ralph Lee Smith thì nói rằng miền Nam Việt Nam thật may mắn đã sinh ra được một lãnh tụ quốc gia trong thời gian tranh đấu cho nền độc lập của đất nước. Ông đã phải đối đầu hứng chịu gần như tất cả khó khăn và nghịch cảnh. Ông Diệm đã đóng vai trọn vẹn dù chưa sửa soạn một cách thật can đảm và sáng suốt, một hình ảnh cao cả và khả kính của một lãnh tụ quốc gia trong lòng những người dân bình thường. Smith còn cho biết thêm, còn có một quan sát viên khác thấy như sau. Chuyến đi thăm các vùng trồng lúa tại miền Nam vào tháng 1 năm 1955, ông Diệm tuần vừa qua đã đón nhận sự tán thưởng đầy nhiệt tình từ những người dân của ông. Lúa mọc tràn ngập trên các cánh đồng chung quanh ông, có tiếng gồng vang reo lên như reo vui. Những người lính chiến thắng Việt Cộng đã ngồi ăn chung trên bàn của ông. Những người di cư tị nạn đầu lưng với nhau chung quanh ông trong căn nhà lá của họ. Và người quan sát viên đó kết luận, sự kiện sống động này đã minh chứng sức mạnh của ông Diệm nằm ngay chính sự lớn mạnh của những tâm hồn quốc gia dân tộc đang sống lại tại các làng xã. Đó là những con người đã đau khổ quá nhiều vì chiến tranh do Cộng sản gây ra. Những người dân này còn hơn cả những người ngồi uống rượu tại các nhà hàng Pháp tại Sài Gòn. Thứ 10. Bên cạnh đó, Bernofo nhìn thấy nơi ông Diệm, một con người nắm giữ một vai trò để giải quyết mọi vấn đề trước một tình thế quá đen tối. Đó là Tổng thống Diệm, một người theo tinh thần Kitô giáo rất uyển chuyển, có một đức tin tôn giáo thật sâu xa, gánh trên đôi vai nặng nề để dìu dắt che chở và nuôi sống 10,5 triệu con người miền Nam Việt Nam. Thêm vào đó phải lo cho gần 1 triệu người di cư từ miền Bắc vào lánh nạn Cộng sản, bảo vệ nền độc lập và lo an toàn cho đất nước. Ông không có người nào tại Á Châu gặp nhiều khó khăn trở ngại như thế, phải gánh chịu một gánh nặng quá gian nan trên đường tiến tới trật tự và công lý cho dân, cho nước. Thứ 11. Trong một chương sách của Joseph Buttinger, The Miracle of Vietnam có đoạn, sự chính trực vô tì vết với thái độ quyết liệt chối từ sự thỏa hiệp với người Pháp và với sự hiểu biết sâu xa khi nhìn vào bản chất của những kẻ thù của ông. Trên chóp đỉnh của lòng dũng cảm, ông đã cho kẻ thù và bạn bè ông nhìn thấy ông xây dựng nền độc lập cho Việt Nam và đoàn kết chính quyền làm sao cho thật vững mạnh, vì đó là điều đất nước của ông cần hơn thực phẩm và bom đạn. Buttinger còn nói thêm, đó là một phần trong cái vĩ đại của một con người chính trị như ông Diệm. 12. Có lẽ người hiểu tường tận về Tổng thống Diệm không ai hơn là người cầm đầu nhóm cố vấn trong cái lõi của chính quyền Tổng thống Diệm, Wesley Fischel có lần nói, những kết tội chính quyền độc tài thiếu căn bản vững chắc. Thực tế chính quyền Ngô Đình Diệm không thể nào nới tay khi những đe dọa quá ghê gớm, khi nhìn chỗ nào cũng thấy tràn ngập khắp nơi. Nếu không có những đe dọa của Cộng sản Bắc Việt, người ta có thể nhìn thấy nhiều tự do hơn tại miền Nam Việt Nam như chúng ta có tại Hoa Kỳ. Sự thật là phần lớn các giáo phái thù ghét ông, sự đố kỵ ghen ghét của người Pháp lúc nào cũng chờ đợi để tấn công tới tấp vào những điểm yếu của ông. Thêm nữa là những người Mỹ đóng đô ngay tại Sài Gòn cũng chống ông Diệm. Fischer còn nói thêm, tôi còn nhớ rất rõ khi viếng thăm Việt Nam vào năm 1958, đã có những viên chức ngoại giao Hoa Kỳ có nhiều lần làm mất uy tín, thổi phồng sự thất bại, chế giễu tôn giáo của ông Diệm và gia đình ông. Họ đã gọi Hoa Kỳ thay đổi chính sách tại Việt Nam. Ngay từ lúc ban đầu,
Các viên chức ngoại giao và báo chí háo hức đi tìm lỗi lầm của ông và của chính quyền của ông. Không ai cần biết tới những hậu quả sắp tới là cái gì. 13. Dưới bắt của cựu ngoại trưởng Walter Robertson, ông Diệm là một con người tận tụy, dũng liệt và xoay trở thật tháo vát. Trong ông, đất nước ông đã tìm được một lãnh tụ thật xứng đáng với sự chính trực liêm khiết của ông, được gần như toàn dân miền Nam Việt Nam thừa nhận. Vùng Đông Nam Á đã đưa đến cho chúng ta một Tổng thống Diệm với đức tính vĩ đại, và toàn thể thế giới tự do sẽ trở nên phồn vinh thịnh vượng hơn khi học từ bài học quyết tâm và sự chịu đựng kiên cường của một người như ông Diệm. 14. Vào năm 1959, R.G. Cassey, Bộ trưởng Úc đã viết rằng những người Mỹ đã lấy những tiêu chuẩn của Hoa Kỳ để phê phán là bất công. Có hai sự kiện cần phải nhớ bất cứ khi nào muốn chỉ trích chính quyền miền Nam. Thứ nhất, Việt Nam là tiền đồn của chiến tranh lạnh. Chính quyền miền Nam không thể bỏ ngỏ tênh hênh mọi thứ vì tạo cho kẻ thù khai thác trục lợi. Đó là điều sẽ trở thành nguy hiểm chết người, không chỉ cho Việt Nam mà sẽ phá sụp đổ những quyền lợi chiến lược của thế giới tự do tại vùng Đông Nam Á. Thứ hai, thực thi dân chủ trên quốc gia với những quan niệm hoàn toàn mới lạ tại đất nước Việt Nam. Dân chủ cần có thời gian để xây dựng các cơ cấu, những truyền thống dân chủ và các tập quán dân chủ cần phải được phát triển từ từ mới có thể đáp ứng những quyền dân chủ, ý thức dân chủ trong đời sống của người dân, mà cần thời gian từ từ từng bước một để nó ăn sâu và lan rộng trong dân chúng. Hoa Kỳ không có đủ lý do chính đáng, chỉ vì một ngày không được vui mà lìa bỏ xa lánh một con người như ông Diệm là điều không bao giờ có thể chấp nhận được. Trong một quốc gia mà 90% là người thất học, ông Diệm làm được như thế là một phép lạ rồi. 15. Khi Phó Tổng thống Lyndon Johnson đến miền Nam Việt Nam để điều tra và duyệt xét lại tình hình Việt Nam trong giai đoạn tăm tối nhất, ông nhận thấy ông Diệm đúng là đã đào tạo được một phép lạ chính trị tại miền Nam Việt Nam. Gần 1 triệu dân di cư miền Bắc đã lánh nạn Cộng sản đã được giải quyết vô cùng tốt đẹp. Đường xá phát triển khắp nơi, đặc biệt về canh nông đã thành công lớn. Phó Tổng thống Johnson kết luận, Ngô Đình Diệm là Winston Churchill của châu Á. 16. Trong lúc đó, Thượng nghị sĩ Michael Manfield tuyên bố tại Hoa Kỳ về Tổng thống Diệm, vị cứu tinh của tất cả các vùng Đông Nam Á. Thứ 17. Bên cạnh nhận định của Michael Manfield là nhận định của Thượng nghị sĩ Jacob Javits về Tổng thống Diệm. Thực sự là một trong những vị anh hùng của thế giới tự do. Thứ 18. Theo nhận định của tờ New York Times ngày 13 tháng 6 năm 1961 viết, Tổng thống Diệm đã tái tổ chức lại chính quyền. Ông chú tâm vào quyền hành pháp trong các bộ. Những thay đổi này hứa hẹn guồng máy công quyền sẽ vận hành tốt đẹp hơn và hiệu quả hơn. Thứ 19. Trong lúc tờ Times cho rằng, một ông Diệm đã bị hành hạ tơi bời mà ông vẫn tổ chức bầu cử rất hợp lý và lương thiện và chiến thắng oanh liệt trong các cuộc bầu cử. Tờ Time đưa ra giải thích, ông đã được 88% phiếu của dân dồn cho ông vì sự thật là đất nước Việt Nam phồn vinh thịnh vượng. Ngoài ra tờ Time còn viết thêm, đây là cuộc chiến thắng gấp đôi trước những đối thủ cộng sản và những người đối lập không cộng sản. Kết quả rực rỡ đến từ những chương trình cải cách. Kết quả hiển nhiên đó xác minh rằng miền Nam Việt Nam đã nghiền nát uy danh của cách mạng cộng sản và xã hội miền Nam đã có được một lãnh tụ có ý chí thật mãnh liệt. Chính quyền Ngô Đình Diệm đã thực hành những chương trình cải cách nhờ những thúc đẩy và trợ giúp bởi những người Mỹ, đứng đầu là tiến sĩ Orzen Stanley, cải cách việc huấn luyện các viên chức chính quyền địa phương làm sao cho họ hợp nhất với chính quyền trung ương. 20. Vào ngày 15 tháng 2 năm 1962, Đại sứ Hoa Kỳ Nôn Tình đã tuyên bố, chính quyền Việt Nam dưới sự hy sinh và can đảm phi thường trong vai trò lãnh đạo của ông Diệm đã cố gắng vượt bậc dưới những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và đã tạo được những tiến bộ chính trị, xã hội, kinh tế cho toàn dân với sự trợ giúp của Hoa Kỳ. Cũng theo Đại sứ Nôn Tình cho biết, chính quyền miền Nam Việt Nam là một chế độ hợp hiến do dân bầu lên. Vào tháng 12 năm 1962, chính quyền Tổng thống Diệm đã công bố rằng
đã có 4.077 chương trình xây dựng các ấp chiến lược trên tổng số 11.182 chương trình đã được hoàn tất, với 39% dân chúng miền Nam đã sống trong các cộng đồng này.